tài khoản được nâng cấp sẽ giúp ích rất nhiều cho việc livestream. Để nâng cấp tài khoản, chúng ta cần phải mua gói cước. Bạn đăng nhập vào một gói cước để chọn mua gói cước theo mong muốn. Hoặc có thể vào phần tự cấu hình gói cước. Tại đây, chúng ta sẽ được chọn lựa những thông tin sau. Gói cước của bạn sẽ hoạt động trong bao lâu? Thời gian tối đa mỗi lần tạo luồng phát livestream là bao nhiêu? Mỗi ngày được like bao nhiêu lần Mỗi lần đăng lên cùng lúc bao nhiêu nơi Và đây cũng là phần mà rất nhiều bạn quan tâm Độ phân giải khi livestream Với mã giảm giá Go Studio thường xuyên tung ra các mã giảm giá ưu đãi thông qua các kênh như email và facebook Các bạn nhớ theo dõi thường xuyên để có thể không bỏ sót những ưu đãi này Khi thanh toán Các bạn có thể thanh toán từ ví hoặc thanh toán bằng cách chuyển khoản tại đây